Xin chào quý vị anh chị em. Mình làm một tí review với anh chị em về con máy Daikin của 2021. Cũng sẽ như mọi năm và không có gì khác biệt. Nhưng mình sẽ làm một cái review này và báo giá luôn cho anh chị em. Con này là nó đang sang đầu chín một tí. Đầu chín là máy không, chưa có công lắp đặt. Đấy, anh em đang thi công lắp đặt em điều hòa này với giá là 300.000. Khi mua máy của bên em thì em chỉ lấy giá 300.000 tiền thi công thôi. Cửa này cuốn quá. Đấy, thi công là trong con này. Đây là máy 9.000 inverter. Máy 9.000 inverter. Chia sẻ cho quý vị anh chị em mình sẽ một lỗ này. Cục lại thì mình đã lột ra rồi. Anh em đang bắn ấy rồi. Đây là mình sẽ cho chị em xem. Đây cục nóng của nó thì cái mã của nó sẽ là ZKA. Còn mặt là các bạn sẽ nhớ nhé, mặt nóng của Daikin này mã sẽ là ZKA. ZKA, còn mặt lạnh nó sẽ là FKA nhé. F và lạnh. Đấy, thì đây các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Đây, đây là thông số kỹ thuật của máy này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, thông số kỹ thuật đây. Đấy, đây là tên của mã máy nhé. Thì cục nóng sẽ bảo hành riêng và cục lạnh cũng sẽ bảo hành riêng, mã nó khác nhau mà, cho nên là nó sẽ bảo hành riêng. Ở đây ồn ào quá. Đây là ga 32 này, ga 32 này, dòng điện nguồn này. Đây là cầu chì này, quá 15A sẽ bị ngắt này. Còn trung bình sẽ là 5,8A này. Còn ga là 32 này. Ga 32 thì cách nửa nhá. Cấm lửa các bạn chú ý nửa. Daikin thì luôn luôn là nào cũng đồng ngang cái kiểu này. Điều khiển nó ở trong kia. Daikin nó có một cái màu xanh rất là huyền diệu, rất sung sướng. Các hãng khác thì làm đỏ, và thằng này làm xanh. Bây giờ cái lỗ này chưa giờ thấy anh đứng này, anh Tiến lại được cái lỗ đẹp thế này. Hôm nay được lỗ đẹp thế nhỉ? Ui, tròn xoè. Được lỗ cứ như là máy rút nói nhỉ? Đây, chỉ video quả các bạn nữa. Đây. Còn lại nó sẽ là FA. Đây. Dòng của mặt lạnh nó chỉ có tương này thôi vì nó không có block. Con này nặng 8 cân. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là made in, nó sẽ là Việt Nam, nó có dòng Việt Nam và dòng Thái Lan nhé. Thì đây nữa. Đây. Các bạn. Đấy, con này nó vẫn là mặt lưỡi hổ ngày xưa. Đấy, mặt lưỡi hổ. Đấy, đó. Đây. Giá là 9 triệu, có dư một tí thôi, 9 triệu. Rồi, 9 triệu, xong rồi lắp đặt các thứ khoảng 9 triệu rưỡi. À, 9 triệu rưỡi tất cả mọi thứ, chỉ vì các bạn con lắp đầu tiên trong năm mới này. Con này vì nó sẽ nắn ống hơi khó một tí anh Tiến ạ. Vì cái ống đồng của chúng ta đang bị đang cách xa cái khoảng đấy bởi vì là nó vướng rằng. Đọc cái thế này là có giá hả? Nè. Có giá để không? Ừ, anh định để trên vi không được. Cả cái để trên vi vẫn phải có giá mà. Thì trước này vẫn thế mà. Đấy, một số các bạn có thể chạy ống đồng, các bạn có thể nắn cái ống đồng này thẳng lên đây. Thẳng lên đây và chạy ống từ đây chạy thẳng ra. chạy thẳng ra luôn các bạn thấy chưa, không cần nhất thiết phải chạy từ đây. Đấy. Tùy theo cái địa thế của nhà nắn thẳng cái này ra. Thì như các bạn báo giá các bạn thi công lắp đặt thế thì lắp đặt thôi, thật ba trăm tiền thôi đâu vì là mua máy bên mình cái gì cái giá để cái nào ra đấy tiền đấy, không cần phải phụ nha. Tiền phụ chơi luôn, căng thẳng luôn.
nhà đốc kêu nhá. Đây ốc đây. Cho anh Tiến lên sóng.